tới. Anh hẹn em là 2 giờ. Không phải 2 giờ. Thì mấy giờ? Anh hẹn mấy giờ? Anh giữ vậy. 1 giờ. Nhìn đồng hồ mấy giờ rồi? 4 giờ rưỡi. Make up 3 tiếng mà bây giờ lên không thấy miếng phấn nào hết. Nhanh lắm. Nhanh lên. Trời ơi. Em quay nãy giờ được mấy bài rồi? Được 3 bài. Bây giờ quay được 3 bài rồi. Giờ bài với anh nữa là xong hết. Giải xong miếng cô đi về. Còn ta đi dạy nữa. Nhạc miệng. Chúng ta quay với anh là anh em mặc áo đồng khác. Thế nè. Khai sẵn rồi đó. Anh lên mặc cái gì cần ủi không thì lấy ra. Đi xô lô game đó. Ok. Anh tự làm đi rồi cần bé thì bé nó phụ nó dặn nha. Anh đi tự làm cho nó cũng nhanh. Ok. Có chừng nó bị vàng đúng không? Chút này sẽ có một chút phấn trắng ập lên nữa. Ập lên luôn hả? À, ập lên cho nó trắng hơn. Anh quên mang cái một phấn. Ập là vậy hả? Đi Hà Nội vui không? Vui. Lúc nãy em có mua quà cho em không? Có mua quà cho em. Đâu quà đâu? Để nhà chút. Thôi xạo quá. Nghe câu để nhà này nghe hoài à. Hay là Hàng Xuân với lại anh Văn Lê coi như là ấp ủ bao nhiêu năm lộn, bao nhiêu lâu nay với bao nhiêu năm nghe ghê quá. Bao nhiêu lâu nay rồi thì hôm nay là hai anh em chuẩn bị để quay một cái nhạc phẩm mới gửi đến cho tất cả quý vị khán giả đã yêu mến tiếng hát của nam ca sĩ Văn Lê cũng như là đã ủng hộ cho Hà Thanh Xuân trong suốt thời gian qua cũng như là kênh YouTube của Hà Thanh Xuân thì mới bắt đầu thôi. Thì hôm nay anh em sẽ hát một bài rất là tình. Chút xíu nữa mình giữ bật mí, thành ra là đến khi nào mà ra mắt thì quý vị nhớ ủng hộ nha, like nhiều rồi share nhiều rồi review nhiều nha quý vị. Nó hay không? Sao nó không nói gì vậy? Hay. Nhưng lại là bây giờ Xuân và Lê sẽ hát những bài mà nghe cái tựa thôi là thấy là nó rất là đặc biệt rồi. Dạ. Chẳng hạn như là bài Mộng Ước Đôi Ta. Bài đó hay đó. Đó. Đẹp chưa? Hay là bài Hiệp Hồng Anh Viết Tên Em. Em cũng thích đó. Đó. Mình sẽ hát hai bài đó nhé. Em coi ảnh cần có phụ gì không? Làm vậy nha. Anh em thấy em đẹp không? Em rất đẹp, nãy giờ mẹ chờ. Thôi lẹ đi, mọi người chờ, lên. Hồi nãy giờ mẹ chờ anh lâu rồi mẹ có giận không? Giận. Mẹ nói, trời ơi, quán lế mẹ cặp chí má lấu dư rửa. Trời ơi, hôm nay là gặp mẹ mà về tình. Thôi để cho ổng làm đi, chứ hồi nói hồi là ổng quý ổng lấy cọ, biết lấy cây nào. Nãy bây giờ là tới phần là làm cho sống mũi cao lên đấy. Em thích ăn natural hơn á. Làm nhẹ nhẹ thôi, nhìn nó trẻ. Anh Lê lúc nào ăn natural nè. Bữa nay như ốm phải không? Không bao giờ mập đâu. Thôi đi. Bữa nay có ốm không? Ốm được mấy ký? Được 2 ký. 2 ký hả? Có 2 ký gì? Sao bữa ai nói 10 ký? Thì từ 10 ký xong giờ giảm thêm được 2 ký. À là 12 ký hả? Trời mừng quá. Không, tổng khoảng 10. Em không biết em, nha mà. Nè, hôm nay em có thấy gì không? Không. Em có thấy anh mặc cái gì không? Sinh nhật sinh nhật. Anh nhắc sinh nhật mới nhớ. Ê, tháng năm sinh nhật em đó nha. Rồi. Có nhớ không? Đừng có về Mỹ nha, ở đây chứ. Không, anh sinh nhật xong mới về. Ok vậy cũng được. Đây là cái áo. Hồi sinh nhật của anh Lê thì Hạ Xuân thấy anh Lê thích mặc áo thun đen nên là tự đi mua rồi tặng cho nam ca sĩ Văn Lê cái áo này. Trời ơi, tặng mà bây giờ mới thấy mặt luôn á. Tặng không mặc cũng giận nữa. Không, không phải, tại vì chắc mới đây đẹp được mới mặc vừa phải không? Đúng rồi, tại lúc em mua là hơi chật chút xíu. Nó mua là cái bụng bự hơn. Thôi cố gắng ớn. Hôm nay em sẽ làm cho anh Lê góc đẹp nhất. Cái chỗ này là một cái phim trường. Không, cái này là cái trường học. Chứ không phải là cái phim trường. Anh thấy giống như có cái nhà hàng trước á. Dạ không, cái này là trường học. Trường học nhạc. Có trường bị đen đó nha. Cái này mình màu lạc quá. Ai đang hò hát lớn vậy? Học opa á. Opa. Quý vị thấy anh Lê đánh khối ngầu không? Em còn không biết đánh khối, anh đánh giỏi nha. Tại vì anh mập. Em thích câu này. Em mỗi lần em nói anh
anh mập em sợ anh buồn, nhưng mà hôm nay anh tự nói anh mập nha chứ em không nói nha. Lẹ lẹ mập cho nên lẹ học đến thôi chứ. Đó, ví dụ. Lẹ lẹ kia lên rồi. Rồi ok đó. Rồi quá đẹp. Cho chút lông mày đẹp, đen, đen đen cho đẹp nữa là thôi là xong. Vậy thôi đó mà lâu vậy. Nhanh không xong rồi đó. Hồi nãy hình như mưa phải không anh? Mưa quá lớn luôn. Thì nói chung lại là bên phòng 7 cái cây nó đổ rồi à, đẹp xe luôn, người dính trong xe luôn. Có sao không? Không, không sao. Nói chung lại là anh Lê mà đi đúng giờ là trời mưa 3 ngày. What? Hôm nay anh Lê đi đúng không? Tự nhiên nhắc cái này em mới nhớ là hồi xưa mà anh Chí Tài còn sống, anh nhớ không? Mỗi lần mà ảnh mà dẫn em đi ăn hay bất cứ người nào mà dẫn đi ăn mà ảnh dành trả tiền đó là đi ra về khỏi về luôn. Mưa tầm tã luôn. Trời mưa 3 ngày không? Chuyện nha, mưa thiệt luôn. Vậy hả? Yeah. Không biết giờ ổng nghe mình nói không ta. Mà thiệt quá nha, mưa luôn á anh. Trời đang nắng chang chang vậy mà ảnh nói thôi bữa đó anh trả tiền cho là tính bill xong ra là mưa. Mưa đi. Cái này là nghe anh hoài liên kệ anh đóng. Không, mà thiệt, em chứng kiến rồi. Vậy hả? Có một lần anh dẫn Xuân đi ăn sushi á, xong là ra ảnh nói thôi để hôm nay anh bao em, cái là ra trời âm u luôn. Nói chung là em mà được anh Tài mà đãi là em đặc biệt lắm á. Không thì đệ tử mà. Thì mấy cái vở kịch mà quý vị xem hàng xuyên đóng ở trên tiếng Nga là anh Tài muốn dạy cho em với ai. Xem rồi đó. Rồi xong rồi nha. Rồi mang lên đã make up xong. Thay đồ. Ô cái vỏ kia luôn rồi ta. Cho anh cái vỏ kia. Trời ơi cái vỏ đâu mà đẹp quá vậy nè. Một người Thôi em thích cái này ơi, xin nhật tặng em đi. Khoan, anh tặng em luôn đi, thôi sinh nhật khỏi đi mua mất công lắm. Thích thiệt hả? Thích, nhưng mà tặng là lấy thiệt đó nha. Suy nghĩ cho kỹ nha. Cái chỗ này có mấy ngàn đô à. Cái gì mấy ngàn không tới đâu nhưng mà thích, bây giờ tặng không? Thì anh mua cái tặng cho em gì đâu. Thôi thích xài cái cũ gì hả? Tức là người ta tặng. Cái này là... Cái này là... Thôi nói vậy đi. Cái này là fan tặng nhưng mà em mua. Thì thôi nói là fan tặng đi. Cho nên muốn mà là phải mua cái mới cho em nữa. Ok. Ừ cái son gió này được nè. Cái này không có màu. Nhưng mà nó hơi hồng hồng được đó. Cái này không có màu luôn. Quý vị biết không, mỗi lần mà xuất hiện hay bất cứ cái gì đó là không những nam ca sĩ mà nữ ca sĩ là lúc nào quý vị tưởng tượng là mình phải chỉnh chu từ tóc, tai, áo, quần rồi make up. Chắc là đây là lần đầu tiên mà quý vị thấy anh Lê mà ngồi make up nguyên một cái gương mặt như vậy đó mà. Tại vì lên ánh đèn thì mình có chút xíu son, một chút xíu phấn thì nó sẽ hồng hào và nó đẹp hơn không anh? Đúng rồi, nó là bắt buộc. Dạ. Nghệ sĩ mà lên sân khấu mà đánh phấn là bắt buộc. Tại vì cái đèn của sân khấu nếu như mà mình không đánh phấn là cái mặt mình nó bị tái lắm. Bị tái quý vị, mặc dù là mình ở ngoài nhìn là ok rồi nhưng mà lên sân khấu là phải có một chút xíu. Và cái này là bắt buộc. Khi mà xứng ngôn viên lên truyền hình, dù nam hay là nữ đều phải đánh phấn. Tại vì cái đèn ánh đèn mà máy review. Em chỉ có cảm giác cái màu của ảnh nó có bị tối hơn so với chị không? Không, anh cho sáng bây giờ này, em yên tâm đi. Em Lê tự làm hết trơn á. Trời cái tay dễ sợ luôn. Làm nghề đó. Thì có nhiêu đó mà của mình take care thôi. Rồi thì xong chưa? Bây giờ bé ơi, bé cho anh xin cái phấn mà trắng hơn đi nha. Em phủ lên cho ảnh đi cơ. Cái phấn màu trắng á, cứ màu trắng này được. Ok, good. Màu ghê. Mới bữa sinh nhật anh, khi em nói sắp sinh nhật em á, cái anh nói là anh nhớ rồi, mà giờ nhắc không ai nhớ. Sinh nhật của em là tháng 5 mà. Đúng rồi, ngày mấy? Nói đúng có tưởng, ngày mấy? Em mới nói ngày mấy vậy? Em nói cho anh nghe là ngày mấy coi có đúng không? Anh nói đi. Hồi nãy là em nói ngày mấy, nói anh coi có đúng không? Ngu sao nói? Anh nói đi. Thì em cứ nói đi, lại nói cho nghe. Ôi. Em đâu hỏi không đích đâu, ngày mấy? Ngày 1. Thấy chưa quý vị? Như vậy nè, hỏi sao không chậm? Em chưa có nói cho anh nghe là sao mà anh nhớ được. Thôi, anh Lê không nhớ. Bây giờ em nói xong đi. Thôi, không chơi nữa, thôi đi làm. Bây giờ quay thôi, giận rồi, thôi không nói chuyện nữa. Bây giờ em nói. Không, giận rồi. Ok, trắng chưa? Đều. Đẹp không? Thôi ra đó đi canh đèn. Đi canh đèn nha. Ok quý vị, bye. We'll be right back.
nha. Thank you. Oh my god, thank you anh. Trời ơi, trời ơi. Tới nào. Nay đúng ngày sinh nhật luôn đúng không? Thank you. Happy birthday to you. Cảm ơn anh. Rồi ngồi đây chơi chút nè. Quà đâu? Quà chú đã đi mua. Ồ vậy hả? Chú đã đi mua quà nha. Thank you. Ủa anh lúc ta được hôn xong chưa vậy? Anh Liên mới hôn được rồi. Ủa có hả? Có, hồi nãy hôn trên màn hình rồi. Ủa sao em không thấy gì vậy? Tại... Ủa chắc là mừng quá lo cười á, không biết gì luôn á. Con hoa đẹp không? Dạ đẹp, cảm ơn nha. Có hoa rồi, chút nữa có quà nữa phải không? Bây giờ chút nữa mình đi LV anh tặng em một món quà. Ok. Em thích cái gì anh tặng cái đó. Ok, cuối rồi nha. Hôm nay anh Lê mua quá trời hoa nè quý vị. Rồi lần đầu tiên luôn đó nha. Đó. Có hoa rất là lớn. Thật ra tặng hoa đẹp như vậy thôi nhưng mà Xuân vẫn đẹp hơn hoa. Ôi trời ơi. Hôm nay là ngày sinh nhật của Hà Linh Xuân và cảm ơn món quà rất là dễ thương anh Văn Lê cũng như là tất cả các anh chị có mặt ngày hôm nay đã tặng cho em nè. Rồi có một cái điều mà Hạnh Xuân muốn chia sẻ nữa là quý vị ơi, một món quà mà Hạnh Xuân với anh Văn Lê muốn gửi đến tất cả quý vị nữa mà em chọn cái ngày này để ra mắt tất cả quý vị đó là ca khúc Hộp Điện của nhạc sĩ Lam Cương. Biển đẹp trắng mơ tình càng nên thơ ngồi trời trắng thanh. Quý vị nhớ đón xem bài Bọt Biển của Quang Linh và Hà Thanh Xuân nhé. Dạ. Rồi bây giờ thì mình uống Starbucks xong cái mình đi mua quà. Chút xíu nữa đi mua quà sẽ quay cho quý vị xem nha. Có mua sẵn gì nữa. Dạ có mình là 2 món là 45 triệu 150. Còn 2 là 7 triệu. Cái phần của anh là bao nhiêu này? Dạ 7 triệu 450 ạ. 7 triệu 1 vậy đưa anh Tuấn 7 triệu 2 anh Tuấn trả thẻ cho nó khỏe. Anh đưa anh 7 triệu 2 anh trả thẻ. Cái này anh mua tặng em. Dạ. Đó. Dạ. Anh Tuấn quẹt cái thẻ cho nó khỏe. Cảm ơn anh nha. You're welcome. Thank you. Cái này là anh đang mua tặng quà sinh nhật cho Hà Linh Xuân. Thank you so much. Còn hôm nay là anh Tuấn Xuân Phu tự thưởng cho mình một cái box LV để đựng money. Cái này là Hà Thanh Xuân chọn nhé. Ok. Phụ nữ chọn là rất đúng luôn á. And this is mine. No, it's mine. Okay, it's yours. Okay, thank you. Rồi. Xuân muốn gì em tặng cái đó. Ồ vậy à? Cái này không còn nha, cái này là limited. Hôm nay đang đi lựa cái mắt kính cho anh Tuấn nhưng mà cuối cùng là không lựa được mắt kính và lựa được một cái ví. Nói chung lại là có tiền cũng không mua được cái kính tôi đang đeo. Hết rồi. Trời ơi. Hết rồi. Dạ em cảm ơn nhi. Đây là ngày sinh nhật của em, anh tặng cho em nhé. Anh Lê tặng cho Hà Lan Xuân. Thank you. Happy birthday. Thank you. Vậy là thường thường nó tặng nước hoa là phải trả lại một đồng á trời em chứ. Rồi cứ trả đi. Em cũng không biết nữa nhưng mà theo như thông lệ là như vậy thôi. Tôi trả em được rồi đừng trả tiền nữa. Tôi trả em được rồi đừng trả tiền nữa. Oh my god. Wow. Nè cầm đi trả. Rồi. Cầm nhiều rất là vui quá. Thì thôi lấy 5.000 đô cũng được rồi nên lấy okay, rồi. Ok rồi. Dạ. Cảm ơn anh nha. Thôi mình đi về được chưa? Ok. Ai ra xứ Huế thì ra, ai về là về núi Ngự, ai về là về Vân Lâu. Hello, xin kính chào quý vị. Đây là trang YouTube chính thức của Quang Lê. Quang Lê mong rằng là mọi người hãy support, ủng hộ cho Quang Lê.
một like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người.